dưng đánh tiếng sai nhầm chứ. Ông à, ông nghĩ sao cái chuyện tôi nói với ông hồi sáng á? Chuyện gì? Thì cái chuyện mà gia đình của Biện Tôn á, tự dưng đánh tiếng sang nhà mình chơi đó. Qua thôi mà, có gì nghiêm trọng đâu. Qua thì qua, để coi làm sao rồi tính tiếp. Đi nhanh lên, từ từ, làm gì dữ vậy? Ủa chị? Dạ con chào bác. Dạ chào chị, trời dạ. Lâu quá chị mới ghé nhà chơi. Thôi hai má con đi vô nhà đi. À, dạ dạ dạ. Đi đi, đi vô đi con. Dạ, dạ mời đi chị má. Xách phụ má coi. Thôi mới xách đi. Dạ mời chị. Dạ. À, đi ra ngoài chợ thấy trái cây ngon quá, nhớ tới chị tôi mua liền đó, để biết chị dùng. À, thôi ông nhà tôi mới lên trển xong, rồi ổng cũng mang về quá trời quá đất luôn vậy đó. Hay là thôi chị mang về nhà dùng đi nha. Trời đất ơi, tôi với chị là chỗ chị em quen biết với nhau lâu rồi mà. Chị đừng có khách sáo như vậy, tôi ngại quá à. Chị nhận cho tôi vui đi chị. Dạ thôi cũng được. Thôi thì chị đã nói vậy thì tôi nhận. Nhưng mà lần sau đừng làm vậy nữa nha. Dạ dạ dạ. Ủa, anh này Chánh nãy giờ ở đâu? Sao con không thấy vậy bác? Nó đi ra ngoài rồi con. Chị à, hôm nay tôi qua đây trước là thăm hỏi sức khỏe của chị. Sau là tôi cũng muốn nói với chị là chuyện thằng Hai Chánh á, với lại cô Tuyết nhà tôi nè. Hai đứa nó trời ơi, như tiếng đồng ngọc nữ vậy chị. Nó xứng đôi vừa lứa quá à. Tôi muốn cho tụi nó có thời gian để tìm hiểu thêm, đằng sau này tiến tới hôn nhân cho nó dễ. Chị thấy thì sao? Dạ dạ. Nhưng mà chị nè, tôi thấy bây giờ tuổi trẻ mà. Thôi bà, cái chuyện đó để cho tụi nó tự quyết định đi. Nếu như mà tụi nó có duyên với nhau á, thì tự động tụi nó sẽ đến với nhau thôi à. Tôi nghĩ thôi cái chuyện này mình bàn sau đi nha, nha chị. Chị, mà đáng lẽ mấy cái chuyện này là phải là nhà trai phải qua bên nhà gái nói trước. Chị làm vậy thành ra tôi ngại quá à. Trời đất ơi, đã nói là chỗ chị em với nhau mà, đàn trai đàn gái gì nói trước cũng được hết á. Nhưng mà mình làm cha mẹ thì mình phải quyết định cái sự hôn nhân của nó chứ chị, đúng không? Dạ. Đúng rồi, tôi quên nữa, để tôi lấy nước mời chị nha. Dạ con ngồi đi con. Dạ dạ, chờ tôi xin. Dạ dạ. Nè, con có thấy thái độ của bà hình như là có cái gì đó sai vắn không? Lạ lạ lắm. Bà nói con mới thấy á, bà không có cười giả lả như hồi trước. Bà coi như mình là người xa lạ vậy đó. Bà làm sao? Khó hiểu quá. Này nè mọi người, chuẩn bị đồ lẹ lẹ lên đi nha, không thì bà la đó. Nói nghe nè, nhớ là phải chuẩn bị lễ cho đầy đủ đó nha, không có được thiếu cái thứ gì đó. Biết rồi, nhớ rồi. Ủa, lễ gì lễ gì má? Lễ gì thì mày ra coi mày hỏi tao. Nhớ là phải làm đó. Ê, nè. Cô kêu tôi đó hả? Cho tôi hỏi, ủa nhà mình chuẩn bị lễ để làm cái gì vậy? Ủa nhà mình sắp có đám hả? Dạ, dạ phải. Ông bà sắp vào hỏi cưới con là cho cậu hai, cho nên á phải chuẩn bị đầy đủ. Cái gì? Có vụ này nữa hả? Dạ phải. Để con vô hỏi bà cho ra lẽ. Thôi. Đi về, hỏi chi cho nhục mặt, xấu hổ thêm à. Đi. Đi. Hú hồn à. Thôi vậy cũng được.
Chị hai, chị nghe tin gì chưa? Anh hai giỏi, anh bị trúng gió nằm mê man luôn kìa. Cái gì? Em nói anh hai giỏi bị gì hả? Anh bị trúng gió rồi. Sao vậy được? Chắc là hôm qua anh bị mắc mưa gì á. Em mới nghe bạn em nói nè, nhà nó tính mời anh hai giỏi về đàn chơi, nhưng mà anh đâu đi được đâu. Chị mới gặp hôm qua anh còn mạnh lắm mà, sao kỳ vậy? Thôi, được, em đặt dao, xong rồi các em nấu cơm cho chị nha. Chị qua thăm anh hay giỏi, cái chị về liền nha. Dạ. Ý, quên nữa. Ủa, sao chị không đi, về làm gì nữa? Chị đâu cháu, chắc anh chưa ăn gì đâu. À. Đúng là đàn ông, tôi thứ bội bạc. Mình ta sẽ hỏi cưới xong mà bây giờ lại đổi ý như vậy. Anh tỉnh rồi. Em thấy mừng quá.
Cô ở bên đây với tôi suốt hả? Dạ. Anh á, sốt cao quá chừng làm em lo gần chết rồi. Anh có còn thấy mệt ở đâu không? Tôi cũng khỏe nhiều rồi. À, dạ, thưa thầy. Khỏe chưa con? Dạ, con cũng khỏe nhiều rồi. Còn hơi ê ê cái đầu một chút thôi. Con không sao đâu. Vài bữa cái rồi à. Nó hết à. Nè. Dạ. Con Loan là cái đứa nó nặng tình nặng nghĩa. Ơi. Vậy đó mà rồi nó khổ. Ta thấy đây rồi chắc cũng là hồng nhan bạc phận thôi bay ơi. Sao? Con thấy cái đầu nó bớt không? Bớt nhiều không? Dạ, cũng bớt nhiều rồi thầy. À, mới hết sốt cái nó vậy đó, vài bữa nó khỏe lại à con. Dạ. Thôi nằm nghỉ ha. Thầy ơi. Hả? Thầy cho con hỏi. Chuyện gì? Từ hôm tới giờ có ai tới đây không thầy? Ai là ai? Bộ con đang chờ ai nữa hả? Dạ không có thầy, con chỉ hỏi vậy thôi à. Con Loan á, nó có tình cảm sâu nặng với con, phận đàn bà con gái, tội nghiệp nó hả con? Thầy nói nhiêu đó là con tự hiểu, đừng có làm cho nó buồn ha. Dạ. Thôi nghỉ ngơi đi cho nó khỏe. Dạ. Chị hai. Bộ chị với anh hai giỏi có chuyện gì hả? Đừng có nhắc tới cái tên bội bạc đó nữa. Vậy là có chuyện thiệt hả chị? Mà chuyện gì chứ? Sao ngày thường á nhắc tới ảnh á là chị khen ảnh suốt luôn à. Bữa nay bị gì vậy? Nhưng mà em đâu biết chuyện gì đâu, tự nhiên nhắc tới người ta cái quạo với em, kỳ cục không? Nè, từ nay trở đi á, ổng mà tới tìm chị á, nói chị không ở nhà nghe chưa? Dạ, con chào bác. Con, vô nhà chơi con. Dạ. Con lên chợ huyện, có mua trái cây cho nên con đang qua biếu bác nè. Trời ơi, lúc nào qua cũng cho quà hết trơn á. Nè, bác dặn nghe chưa, lần sau có qua đây chơi á, thăm bác được rồi, không có cần quà cáp gì hết nghe không? Dạ, mấy cái này có đáng cái gì đâu bác. Tại con biết bác thích ăn trái cây, cho nên con mua để biếu bác thôi mà. Công nhận á, ai mà cưới con về làm con dâu á, chắc là có phúc lắm đây. Dạ, bác quá lời. Thôi uống nước đi con. Anh này chánh, dạo này sao rồi hả bác? Cũng vậy thôi con, rượu chè bê tha, càng ngày càng tệ. Bác nè, hôm bữa con với má con qua đây chơi, con thấy bọn người hầu nó nói là nhà mình chuẩn bị lễ dập gì đó. Không lẽ bác định cưới con lại cho ảnh hả? Bác cũng hết cách rồi con à. Nếu như không cưới con lại cho nó thì nó cứ sống như vậy, rồi trước sau gì cũng chết sớm thôi con à. Tại sao bác không cản ảnh? Nếu anh ấy còn lại, sau này anh sẽ hối hận với quyết định này đó. Thì kệ nó thôi, nó hối hận là tại nó.
chứ bây giờ ba chỉ biết làm vậy thôi chứ biết làm sao giờ hả con? Ừ, sao bác nói vậy được? Rồi sau này Thành sống với con là không có hạnh phúc, rồi sau này hối hận thì cũng đã muộn rồi đó. Bác hiểu chứ con. Nhưng mà nè Tuyết, con yên tâm đi. À, trước sau gì bác cũng sẽ tìm cách làm sao á lấy con cho thằng hai chánh nhà bác thôi à. Ý của bác là sao? Có nghĩa là tôi về đây làm bé hả? Ờ, ủa, dù sao gia đình nhà tôi cũng danh giá, cao sang quyền quý chứ bộ, chứ đâu phải là cùng hạng với con lại đâu mà bác làm vậy. Con bình tĩnh nghe bác nói nè. Thôi, mệt quá, tôi đi về đi. Ừ. Má, chừng nào qua nhà lại hỏi lại cho con. Con ra đây gặp má hỏi có một câu đó thôi hả? Thì phải từ từ chứ. Má phải đi hỏi thầy xem ngày lành tháng tốt thì má mới qua hỏi được chứ. Dạ, con cảm ơn má. Chị Lai ơi, chị Lai ơi, có anh Hai Giỏi anh tới. Được, đó là chị Hai không ở nhà nha. Được. Dạ. Có chị Hai trong nhà không? Dạ có. Em vô trong nói chị Lai ra anh gặp chút được không? À, chị Lai nói là anh tới thì nói chị không có nhà. Em vô trong kia giúp anh đi. Giận rồi. Nhưng mà chị không có ra đâu. Như chị đang giận anh á. Nhưng mà anh đâu có làm gì chị Lai giận đâu. Ừ. Trời, chuyện đó sao em biết được. Với lại anh phải tự yêu trọng, anh kêu chị chứ. Lại Lai, ra gặp anh một chút được không Lai? Lai ơi, Lai. Thôi, chắc chị giận anh dữ lắm rồi. Thôi, về đi. Có gì chút nữa em nói giùm anh cho. Nhưng mà chị Lai, chừng nào chị Hai hết giận rồi em qua em báo, rồi anh qua nói chuyện với chị. Vậy nói giùm anh nghe. Rồi, chị giận anh rồi, không có ra đâu. Cái thằng nhỏ này. Về đi, trông ngóng cái gì nữa. Chị Lai ơi, anh về được kìa. Cái thằng nhỏ này, sao bán đứng ai vậy? Em bán đứng chị hồi nào. Tại nè chị coi, thấy đúng thiệt tình luôn. Anh ngồi đây nè, tội nghiệp nữa. Nên em thương em giúp anh thôi mà. Thôi đi, con nít con nôi biết gì mà nói. Chị Hai ngủ quá. Chị Hai hiếp em. Cái gì mà nóng quá vậy má? Thì nước nóng chứ cái gì mà nóng. Sớm xa sớm xác à. Tao biết là nước nóng á mà tao không thèm nói. Để thử coi mày sao. Gái con đứa gì mà vô ý vô tứ. Bực mình muốn chết. Má còn cằn nhằn tôi nữa. Mày mà ngày nào có chuyện bực mình, tao còn lạ gì mày nữa. Toàn là đi gây chuyện người ta không à. Rồi chuyện gì? Bộ má để cho tôi ở giá thế già hả? Không dám đâu. Bà mở giá là báo tôi suốt đời quá à. Ý tao không phải là vậy. Má coi kìa. Gia đình ông bà Ba Biển á đang tìm vợ cho anh Hai Chánh đó. Coi sao mà ngăn chặn lại giúp con đi. Mà nói tới cái chuyện này tao mới tức à nha. Nhưng mà bây giờ á, biết làm sao bây giờ. Mà tao nghĩ mắc cười à. Mày với bà Ba Biển á, thân tình với nhau vậy á, mà bà còn đối xử với mày tệ vậy á. Bởi vậy mới tức chứ. Tôi qua hả, bà kêu tôi ráng đi. Cái bà tìm cách cho Hai Chánh cưới tôi. Tính tôi làm bé chứ. Cái gì? Làm bé hả? Rồi, xong đời mày rồi đó, coi như mày tiêu luôn rồi đó. Mắc kỳ quá à. Không an ủi tôi được câu nào hết. Còn má nói thiệt chứ bộ à. Mà tức thiệt á.
phủ trong á hả, lần nào tôi qua cũng mua quà đắt tiền cho bà hết trơn á. Ngọt ngào tịnh vợ, cuối cùng bà phủ tay cái một thằng ơn à. Cái nhà đó đó không biết trước biết sao gì hết á. Rồi mày coi đi nha, trước sau gì cũng bị quả báo à. Mày chóng mắt lên mày coi. Coi gì mà coi, tôi sắp ế dọc tới nơi rồi. Còn đừng coi gì. Rồi bây giờ tôi biết làm gì bây giờ? Chỉ biết cười cười cho đỡ tức thôi chứ biết làm gì giờ. Mà tôi tức thiệt. Cái con lại giống ai hết trơn á. Rồi nó sao? Mày làm gì nó hả? Nó sắp sửa làm vợ người ta rồi kìa. Mày dám đụng với nó không? Má tôi nè, tôi có tha cho nó đâu. Lâu rồi anh không ra chợ nên thấy cái gì cũng mới lạ hết. Lâu lâu đi ra ngoài sẽ thấy thoải mái hơn chút. Lại Lại chào cậu. Cậu đi chợ à? Lâu lâu ra dạo chợ coi dân tình ngoài này ra sao thôi. Cậu mua được gì chưa? Ủa Lại đi đâu vậy? Tôi đi ra đây để mua ít đồ. Lại có rảnh không? Nếu rảnh thì mình đi dạo trên sông chơi. Tôi sẵn lòng. Tôi cũng thích đi dạo trên sông lắm. Hay là mình đi luôn chiều nay nha. Vậy chiều nay tôi qua đón Lại nha. Lại. Lại à, anh muốn nói chuyện với em. Tôi không có gì để nói với anh hết. Nhưng mà anh thì có. Tôi không có muốn nghe. Lại đã nói là không muốn nghe rồi. Người ta không có rảnh, sao ép hoài vậy? Lại. Mình đi. Anh uống nước đi. Có khi nào anh làm cho cô Lại hiểu lầm chuyện gì không? Tôi không biết. Mà tôi cũng không nhớ là mình đã làm chuyện gì nữa. Cô gái đúng là khó hiểu mà. Phải chi cô nói tại sao lại đối xử với tôi như vậy chứ? Phải chi anh nghĩ về em bằng người anh nghĩ về chị ấy thì tốt biết mấy. Sao tự dưng tôi thấy lo cho con Lại quá đi ông ơi. Bà lo chuyện gì? Thì còn chuyện gì nữa? Chuyện nói với thầy Đờn hai giỏi rồi cậu hai chánh nữa đó. Nhưng mà rồi hai người đó, ông nghĩ nó chọn ai? Nghĩ cái gì chứ? Hãy nương ai thì gã nấy thôi, mắc mới đâu phải lo. Nhưng mà cứ để cái chuyện nó như vậy hoài, thiên hạ ta bàn tán xôn xao. Chết duyên con gái mình, ai mà đi lấy nó nữa? Trời ơi, bà lo cái gì? Dạ, cô chào hai bác. Con hai mới qua. Dạ. Con hai ngồi. Dạ. Uống nước cho con hai. Dạ thôi, cô có hẹn với Lại rồi. Dạ, rồi. Lại ơi, có cậu hai chánh qua chơi nè con. Dạ. Ngồi đi cậu. Dạ. Dạ, con xin phép tía má cho con ra ngoài với cậu hai chánh một chút. Được rồi, đi con. Đi. Dạ. Dạ. Dạ thưa hai bác, con đi à. Dạ. Rồi bây giờ tôi biết nó chọn ai rồi đó. Chọn ai? Ủa, theo bà chọn ai? Chưa có chắc đâu. Ông nói vậy là sao? Được rồi, để đó bà coi. Tôi anh không nghĩ Lại thích đi dạo trên sông vậy.
Mà lại biết gì không? Tôi thích lại lâu lắm rồi đó. Từ cái lúc mà lại hay gội đầu bên mé sông đó. Từ lúc đó, ngày nào tôi cũng đi ngang qua để nhìn và ngắm lại hết. Mà lại thấy tôi sao? Hả? Ý của anh là anh có ấn tượng nào trong mắt của Lại không? Tôi thấy cậu Hai không giống những công tử nhà giàu khác, cậu thân thiện hơn. Vậy hả? Trời ơi, vậy mà tôi cứ tưởng là tôi xấu xí lắm trong mắt của Lại chứ. Trời đất ơi trời, cái thằng này hết biết à. Phải biết giữ gìn, phải biết quý trọng sức khỏe mình chứ con. Mới hết bệnh mà đi tắm sông, kỳ gì vậy? Dạ. Dạ cái gì mà dạ? Đi vô thay đồ. Mày mà bệnh trận nữa gánh hát này dẹp luôn. Lẹ đi. Trời đất ơi, coi cái tướng đi của nó kìa. Tụi bay riết rồi hết biết luôn á ha. Hình như anh lại cãi nhau với người yêu đó thầy. Vậy hả? Dạ. Trời đất ơi, giỏi ơi là giỏi. Ráng lo làm ăn con, chứ cuộc sống bây giờ khó khăn dữ lắm. Dạ. Anh ba. Ủa, thiếu bút. Ba ơi, cứu giùm em đi. Hai đứa con nhà em nó đói quá rồi. Mà nhà em không còn gạo. Anh giúp giùm em. Lai à. Dạ. Vô trong qua còn gạo, lấy cho thiếu bút một ít đi con. Dạ. Dạ em cảm ơn ba. Không có gì đâu. Dạ. Cứ đem gạo gì nấu cho mấy đứa nhỏ ăn đi. Dạ. Em khổ quá anh ba ơi. Sống cái kiểu này hoài chắc em chết rồi anh ba. Dạ gạo nè thím út. Dạ cảm ơn anh ba. Tụi nghiệp thím út quá, đi mượn lúa cả ngày vậy mà cũng không đủ để mua gạo cho tụi nhỏ nữa. Biết mình bây giờ còn nhiều hoàn cảnh khổ dữ lắm. Dạ. Giá như ai cũng được ăn no và mặc ấm thì tốt biết mấy. Dạ. Mình cũng nghèo cũng khổ nhưng mà chưa đến nỗi nào. Vì vậy san sẻ được bao nhiêu thì hay mấy nhiêu con à. Dạ. Ủa tía, tía định đi đâu vậy? Tía ra thăm ruộng một chút. Dạ. Dạ chào bác. Chào cháu. Tôi lỡ bước qua đây. Dạ. Tôi khát nước quá, cho tôi xin ly nước được không ạ? Dạ được. Dạ mời ông. Cảm ơn cháu. Dạ. Ngồi đi cháu. Dạ. Ủa, cháu làm nghề đan rổ hả? Dạ, cháu phụ người ta thôi à. Rồi không ai làm tiếp với cháu hả? Dạ không, nhà cháu có hai chị em. Em cháu thì còn nhỏ lắm, còn ham chơi lắm. Rồi
tía má của cháu làm nghề gì? Dạ, tía má cho mừng ruộng. À, vậy à. Ừ, nơi đây bình yên quá cháu hả? Dạ, hình như là nhà bác không có gần đây đâu hả? Bác ở bên kia sông. À, thôi à, bác cảm ơn cháu về ly nước. Dạ không có gì đâu, bác đừng ngại. Bác đi nghe, bác đi ha. Dạ, bác đi. Dạ, bác về. Cảm ơn cháu nhiều lắm nghe. Dạ. Bác đi nghe. Dạ. Ê, anh còn lắm, giờ để tôi nói nghe nè. Có chuyện gì cần đến tôi vậy cô Tuyết? À, cô không có gì. À, tôi có chút chuyện muốn nhờ anh. Chuyện gì nói tôi nghe coi. Lại đây tôi nói nhỏ nghe nè. À, phá danh dự nhà ba vàng. Chà, cái nhà đó mần cái giống gì mà sao ai cũng đòi phá danh dự hết trơn vậy trời. Ủa, còn người nào nữa hả? Hả, người nào? À không, ý là tôi nói cô đó chứ. À, ủa mà giờ cô muốn làm bằng cách nào? À, lại đây, tôi nói nhỏ cho. Ờ, xích vào đây. Đúng là người ta nói mà, đừng có dài mà chọc giận đàn bà. Thôi tôi đi trước nghiêng. À, xin lỗi anh. Cái gì vậy? Làm gì mà ngơ ngơ ngáo ngáo vậy? À, quên. Người ta nói uổng công anh xúc tép nuôi cò. Cò ăn, cò béo, rồi cò bò về nhà người ta. Anh nói vậy là ý gì? Tao nói sự thật thôi chứ có ý gì đâu. Đúng không? Ngơ ngơ như cậu á, con là nó bỏ cậu là đúng rồi. Nhà hai chánh giàu có chứ ai mà như. Mai mốt nó qua nó lấy hai chánh rồi. Mai mốt ông bà biển sẽ qua hỏi nó cho hai chánh. Làm gì có chuyện đó? À không có thì chờ đi rồi biết. Hả? Ông mới đi đâu về mà có vẻ vui vậy? Đúng là thằng Hai Chánh, nó có mắt chọn người. Được lắm. Cái gì mà được? Tôi nè, tôi qua bên kia sông tôi đi dạo, sẵn đó tôi hỏi thăm nhà ăn nhỏ mà Hai Chánh nó chọn á. Được lắm bà ơi, người ta nói nó hiền lành, mặt sáng sủa dễ thương, lễ phép lắm. Bà thấy lại rồi hả? Ừ. Hai Chánh con. Dạ. Con chọn nhỏ được được đó. Dạ. Đúng là nhìn mặt bắt hình dông, chưa chắc đâu rồi nha. À, xích qua chút con. Dạ. Xích qua chút nè. Làm thiệt kỹ đó mấy con à. Nè mấy con, nghe tao nói đây. Dạ. Dạ. Cái lần này là mấy con phải chuẩn bị cho thiệt kỹ. Mình hát thiệt là hay, để mình bù lại cái lần trước cho bà con á, nghe chưa? Dạ. À, ừ. Đó. Rồi rồi, coi đằng sau, đằng sau. Dạ dạ. Rồi rồi, rồi coi bên này nè, đừng có để méo. Dạ. Dạ. Cây cờ canh ngay là cái coi. Cầm lấy miếng coi kìa. Dạ dạ dạ. Cầm cây cờ vô cho. Đó, coi. Đó,
xích qua một chút, đợi chút nữa. Trời ơi, bây giờ làm sao đây? Nếu không tới hỏi lại thì tên đó sẽ cướp mất. Còn nếu tới thì... Nhưng làm sao mở miệng nhà thầy yên hỏi vợ cho mình được bây giờ? Rồi rồi, vậy đó con. Trời bên kia kìa, kéo cho nó thẳng lại cái cô bé. Dạ. Lại, anh muốn biết tại sao em lại đòi chia tay với anh? Tôi không muốn nói chuyện với anh nữa. Mình chia tay đi. Nhưng ít ra em cũng phải cho anh biết lý do chứ. Mình làm cái gì thì mình biết, đừng có giả vờ như vậy. Tôi không có thích mấy người giả dối đâu. Có phải em chia tay với anh là để em lấy hai chánh con của bà Biện Tôn phải không? Ăn nói lung tung. Nè, lại. Tôi không muốn nói chuyện với anh nữa. Mình chia tay đi. Anh Hai giỏi, bộ anh đang có chuyện gì buồn lắm hả? Cô đòi chia tay với tôi mà không nói lý do gì hết. Hay là có khi nào cô thay đổi, muốn lấy hai chánh để có cuộc sống tốt đẹp hơn? Tôi có hỏi nhưng lại không trả lời. Tôi tin lại không phải là người như vậy. Nhưng mà tôi hỏi thì cổ lại không chịu nói. Nhất là từ bữa tôi bệnh tới bây giờ. Lai. Má. Gì vậy má? Đi vô chuẩn bị tắm rửa đi rồi thay quần áo nhanh lên. Dạ. Nhà ông Biện sắp qua đây coi mắt bay rồi đó. Hả? Má nói gì? Má con nói đúng đó. Vô lo chuẩn bị đi. Đi đi con. Cha nghĩ con chọn chỗ này là đúng đó. Người ta nghèo nhưng mà giàu nhân giàu nghĩa, như vậy mới lập nghiệp được đó con. Dạ, con cảm ơn cha đã tin con. Cô ấy tốt bụng mà trong sáng lắm.
Ngày xưa cha là con của một tá điền, nghèo lắm, thố rách áo ôm, mà cưới vợ giàu nên bà ngoại con cho nhiều tài sản lắm, nhưng mà cha lại không có nhận. Cha nghĩ rằng sự nghiệp ấy, là do bàn tay khối óc của mình tạo ra, nó là thứ ngoại thân mà, không vĩnh viễn ở với ai mãi mãi đâu con. Dạ. Thank you.